Mỗi khi mà chúng ta khởi động một cái phần mềm thì thường nó sẽ có một cái màn hình chào đón như thế này mà chúng ta thường gọi là splash screens. Và mỗi một phiên bản thì phần mềm thì nó sẽ có một cái màn hình chào đón khác biệt cho cái phiên bản đó. Thế thì ngày mai là sẽ bước sang năm mới rồi, chúng ta sẽ cùng hướng dẫn nhau cái cách để tạo ra và thay thế cái màn hình splash screen để đón một năm mới. Rồi, bây giờ thì chúng khởi động xong cái chương trình Corel. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tài liệu mới. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tài liệu với kích thước là 2700 x 2700 pixel. Độ phân giải 72 và hệ màu là RGB. Đây là chính là cái kích thước của cái splash screen mà chúng ta vừa nhìn thấy ở trên màn hình. Ok, thế thì hiện tại thì chúng ta thấy là cái splash screen của cái phiên bản mà chúng ta vừa mới khởi động là hình tròn. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái hình tròn kích thước cũng gần tương tự như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta nhấn P, đưa nó về tâm của màn hình. Kế tiếp thì chúng ta sẽ mở một cái asset ra để chúng ta lấy một số các cái tài liệu sẵn có để chúng ta sẽ đưa vào đây. Tạo dựng nên một cái splash screen mới của riêng mình. Đây, chúng ta vào asset, chúng ta mở nó ra để tìm tới cái kho tài liệu mà chúng ta có thể tạo dựng ở trong Corel. Cái này thì nó hơi mất thời gian một tí tại vì nó phải đọc và nó duyệt qua tất cả những cái tài liệu có trong cái kho tài liệu của chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm tới một cái thư mục mà chứa những cái tài liệu mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Này, chủ đề là xuân 2023 cho nên là tôi đã chuẩn bị sẵn một chút những cái tài liệu mà chúng ta sẽ sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy ra mà những cái tài liệu mà chúng ta cần nhé. Đây, trước hết là chúng ta sẽ tô cái màu này. Chúng ta tô một cái màu nền này. Chúng ta sẽ mở thêm một cái tài liệu, một cái thiết kế cũ để chúng ta lấy một số cái thành phần ở trong đó, chủ yếu nhất là cái quả cầu của cái chương trình Corel. Đây, chúng ta cần lấy cái này. Và mấy cái đám mây. Đây, trước hết là chúng ta lấy cái quả cầu này. Thứ hai là chúng ta lấy cái đám mây. Cái này thì chúng ta sẽ tô cho nó màu trắng. Và kéo nó lớn lên một chút.
Rồi, đam mê thứ hai chúng ta sẽ lấy rồi, đến đây những thứ mà chúng ta cần thì đã lấy được rồi. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật che phần dưới này đi. Tầm độ khoảng 3/4 phía dưới này. Sau đó thì chúng ta sẽ tô cho nó một màu như thế này. Rồi, kế tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy thêm một cái chữ Corel Draw vào đây. Rồi, bây giờ thêm một chữ chào xuân. Chúng ta cần một cái phông cho nó mềm mại một chút. Rồi, xuân thì sẽ phải có cành đào, sẽ phải có bánh pháo, cành đào. Nhưng mà đến đây thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một chút cái hiệu ứng vào cho nó rõ ràng lên một chút. Đây, chúng ta sẽ tìm tới cái công cụ Shadow và chúng ta sẽ kéo một chút cái bóng vào đây. Chúng ta kéo ngang thôi nhé, kéo từ tâm. Kéo từ tâm, kéo ngang sang đến rìa thôi, để cho nó tạo ra một cái bóng bao xung quanh. Chúng ta sẽ không làm. Rồi, chữ này cũng vậy. Như vậy là tất cả những cái thành phần nội dung chữ ở đây của chúng ta thì đều có cái đều có một chút cái bóng để làm cho nó nổi lên rõ ràng hơn. Đến đây thì chúng ta lấy thêm một cái cành hoa đào ra. Đây là cái ảnh. Chữ này chúng ta sẽ đưa lên trên đỉnh. Sheep.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy thêm một tràng pháo vào. Ở đây thì chúng ta chỉ muốn lấy pháo thôi, tôi sẽ bỏ qua cái này. Chúng ta sẽ chuyển sang công cụ Shape Tool. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt nó vào cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Chữ vẫn luôn luôn ở trên nhé. Chữ CorelDRAW vẫn luôn luôn ở trên. Rồi, bây giờ thì chúng ta điều chỉnh cái này một chút. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ thêm một chút cái đường viền cho nó. Chúng ta vẽ xong, chúng ta sẽ gióng nó với lại cái hình tròn này CE. Rồi, và chúng ta sẽ kéo rộng nó ra. Chữ ship nha. Rồi, chuột phải. Đường viền thành màu vàng. Giữ ship kéo tiếp vào trong. Một đường thứ hai. Và chuột phải nhân bản. Rồi, thế thì đến đây chúng ta đã tạo dựng xong được cái splash screen. Và bây giờ thì chúng ta làm cho nó trở thành một cái hình tròn hoàn toàn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật bow clip. Tất cả những cái thành phần này chúng ta sẽ nhét nó vào trong cái nền đỏ này luôn. Bây giờ chúng ta bấm chọn nền đỏ này. Chúng ta Ctrl X cắt nó đi. Rồi, sau đó thì toàn bộ những cái phần còn lại chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ bao clip nó vào trong. Trừ cái bánh pháo nhé, trừ bánh pháo. Rồi, bây giờ chúng ta Ctrl V, chúng ta dán cái hình tròn đỏ này vào, chọn cái phần mà chúng ta vừa group. Sau đó thì vào Object. Trong Object này thì chúng ta chọn lệnh Bow Clip Place Inside Frame và chúng ta chọn vào cái nền đỏ này. Thì tất cả sẽ chui vào nấp ở bên trong này. Chúng ta đưa bánh pháo lên trên cùng. Ship và đập. Thì đến đây là chúng ta đã làm xong được cái phần Splash Screen của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ xuất nó ra thành một cái ảnh. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ tất cả cái này. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh export. Và chúng ta sẽ export nó vào trong này. Đặt tên này là cái gì đó thì cũng không quan trọng lắm đâu. Tại vì tí nữa chúng ta sẽ phải rename cho nó. Nhưng dù sao đi nữa thì một cái tài liệu lúc đầu tiên thì cũng vẫn phải có tên. Xuất ra thì chúng ta sẽ xuất nó ra với cái định dạng là PNG. Rồi, đến đây thì chúng ta nhấp OK, xác nhận là chúng ta sẽ xuất cái tài liệu này ra thành một cái ảnh. Rồi, nếu muốn thì các bạn có thể lưu cái này lại như là một file CorelDRAW để sau này các bạn làm một cái gì đó với nó.
Rồi, sau khi mà chúng ta làm xong đến đây thì chúng ta có thể đóng cái chương trình CorelDRAW của chúng ta lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái tài liệu này ra. Việc của chúng ta là đơn giản là chọn và copy lấy cái ảnh này. Sau đó thì chúng ta sẽ vào trong ổ C, vào phần Program File, vào Corel, vào phiên bản mà chúng ta đang sử dụng là 2022. Sau đó thì chúng ta tìm tới cái phần thư mục Draw. Tiếp theo thì các bạn tìm tới Skin. Thì các bạn sẽ tìm thấy cái ảnh mà được làm cái splash screen, cái màn hình chào đón khi mà khởi động Corel. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh nó nằm ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ dán cái tài liệu mà chúng ta vừa copy vào đây. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái hình gốc của chương trình và F2 để đổi tên. Nhưng trước hết là chúng ta copy đã, để copy được cái tên này. Sau đó thì các bạn thêm một cái số hay một cái gì đó vào đằng trước này để đổi tên nó đi. Vậy thì nó không còn là cái tên gốc của chương trình nữa rồi. Bây giờ chúng ta đổi tên cho cái file mà chúng ta vừa mới làm. Copy đúng cái tên vừa rồi. Rồi, mọi việc đến đây đã xong. Bây giờ chúng ta thử khởi động lại CorelDRAW để xem là nó dùng cái splash screen của chúng ta trông nó sẽ như thế nào. Ok, công việc đã xong và chúng ta đã có một cái màn hình splash screen để đón năm mới bằng chính cái thiết kế của chúng ta. Và bằng một cái thao tác, nói chung là nó cũng không có gì phức tạp lắm, thì chúng ta đã có thể can thiệp và chúng ta đã tạo ra được một cái sự khác biệt cho cái chương trình Corel của chúng ta trong năm mới.